Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu và trao đổi điện thoại nha. Địa chỉ là số 6 xẹt 9 đường số 44 phường 14 Gò Vấp nha mọi người. Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh á thì giao lưu máy nó rất là dễ nha. Anh em có thể đem qua máy qua bên mình rồi mình sẽ kiểm tra máy rồi báo giá với mọi người trực tiếp luôn. Còn anh em ở tỉnh á thì giao lưu nó sẽ phức tạp hơn tại vì á anh em phải gửi máy về cho mình trước để mình kiểm tra thử máy có zin hay không zin thì mình mới báo giá cho mọi người được, chứ đôi khi mình báo giá cho anh em nhưng mà anh em gửi máy vô máy nó tình trạng nó không được zin thì bên mình sẽ cũng không nhận mua lại nha mọi người, để anh em thông cảm giúp. Anh em ở tỉnh thì nó sẽ khó giao lưu hơn nha. Số điện thoại của bên mình là 0839444400, số thứ hai là 06 con số 8748 nha. Trang fanpage của bên mình để trong đường link dưới phần mô tả video nha. Số điện thoại của bên mình là số Zalo luôn, anh em có thể nhắn tin qua Zalo luôn nha. Thời gian làm việc là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối. Phụ kiện bên mình đi kèm là cáp sạc tai nghe nha mọi người. Cáp sạc thôi, còn tai nghe thì có máy không. Và chính sách bảo hành của bên mình là 3 tháng một đổi một, là có nghĩa là máy lỗi mình sẽ đổi máy đối với hàng chính hãng nha. Còn có những cái máy mình sẽ bảo hành một tháng thì mình sẽ báo rõ trên video luôn. Đầu tiên hôm nay mình giới thiệu cây này là cây Joy 4, máy đẹp 99 màu trắng, RAM 4GB, 2 triệu 450 nghìn nha. Joy 3 này là RAM 4GB luôn, mà mặt lưng nó hơi tróc thỉ nè, 1 triệu 450 nghìn nha. Những cái lưng này thay rất là rẻ luôn, nhưng mà mình để máy zin mình bán cho mọi người luôn cho nó dễ. Xiaomi Mi 10T Pro 5G, RAM 8 256GB. Hai cây này thì tình trạng tầm 97% nha mọi người. Giá bán của bên mình là 7 triệu Mi 10T Pro 5G. Những con này là hàng chính hãng, nó vẫn còn bảo hành chính hãng luôn nha. iPhone XS Max. Con này thì pin 85 64GB, giá bán của bên mình là 9 triệu rưỡi nha. Con này là Xiaomi Mi 10S nha, RAM 8GB. Con này thì chưa có tiếng Việt, đang chạy ROM gốc nha, RAM 8GB. Bên mình bán cái này với mức giá là 8 triệu. Mi 10S RAM 8GB. Màn hình cong nha, màn hình OLED cong. Mi 11 Lite 5G. Mi 11 Lite 5G nha. Con này thì bên mình bán với giá là Mi 11 Lite 5G. Con này hơi chạy xíu nha mọi người, 6 triệu mốt. Mi 11 Lite 4G đẹp keng, giá bán của bên mình là 5 triệu 350 nghìn nha. Máy rất là đẹp luôn, 99 nha. Xiaomi Mi 11T, máy đẹp 99, RAM 8GB, bộ nhớ 128 nha. Mi 11T, hàng chính hãng, bảo hành dài, chip Dimensity. Con này thì bên mình bán với giá là 7 triệu 950 nghìn nha. Mi 9T Pro. Mi 9T Pro. Máy 98, hàng chính hãng 6128, giá bán của bên mình là 4 triệu 650 nghìn. Xiaomi Redmi K40. Con này thì chạy chip Snapdragon là 870, RAM là 6128, đã có đầy đủ tiếng Việt nha, ngoại hình đẹp 99, màn hình OLED. Giá bán của bên mình con này là 6 triệu rưỡi. Mi Mix 4 nha. Con này thì RAM 8 bộ nhớ trong 256GB, 13 triệu 850 nghìn nha. Máy lay new luôn. Xiaomi Redmi 10, RAM là 4128 nha. Redmi 10, máy thì còn rất là đẹp luôn. Giá bán của bên mình con này là 3 triệu 550 nghìn. XS Max, con này thì màn lô nha. Con này nói chung là màn lô, XS Max 256GB màn lô. Luôn nha. Màn lô. Pin con này thì còn được 83 nha. Giá bán của con XS Max này là với giá là 7 triệu 450 nghìn nha, 7450. Con này thì mình bao test cho anh em một tuần thôi, bằng lô nha. Mình mua được rẻ nên mình bán rẻ nha mọi người, anh em thông cảm giúp nha. XS Max con này thì 64GB, pin còn 87, máy đẹp keng, giá bán là
9.750.000. XS Max con này là 11 Pro Max nha. Dung lượng pin là còn 87, con này thì 256 GB, máy đẹp keng. 16.750.000 nha. Một Pro Max con này pin 83 64 GB, 16.400.000, 14.400.000 nha. Sorry mọi người, 11 Pro Max pin 83 64 GB, 14.400.000. XS Max nha, con XS Max này thì nói chung là nó có nhâm nhâm nè, pin còn tươi 89 luôn, 64 GB quốc tế, giá cực kỳ rẻ, 8.850.000. LG V50 nha, máy đẹp keng, V50. Cái này bên mình bán với giá là 3.350.000 nha, LG V50. OnePlus Nord 10 5G, con này có 5G mà chỉ có giá 3 triệu mấy thôi nha mọi người. Con này chạy chip Snapdragon là 690, RAM 6 128 GB, màn hình thì rất là đẹp nha. Màn hình con này rất là đẹp, con này thì nói chung nó chạy Android thuần Google, siêu mượt luôn, rất là mượt. Như những con Pixel luôn nha mọi người. RAM 6GB, bộ nhớ 128, 3.550.000. OnePlus 7 Pro nữa nha, có 7 Pro đây, máy cũng còn rất là đẹp luôn, tương đối đẹp nha. RAM 8GB. Con này thì bên mình bán với giá là 6.500.000 nha. OnePlus 7 Pro 6.500.000. Mi 10T Lite 5G nha, máy 98. Con này bên mình bán với giá là 4.500.000. Xiaomi Redmi Note 10 Pro nha, RAM 8, 5.300.000, máy thì còn đẹp keng. Redmi Note 9S, RAM 6, 128, 3.600.000. Con này là con Redmi K30 Pro nha, con này có những cái ưu điểm rất là hay nha mọi người. Màn hình là màn hình OLED nè, camera thọ thuộc, chip Snapdragon là 865, RAM tới 8GB, giá chỉ có 5.850.000 nha. Con này là con Poco F3, RAM 6, 128, máy đẹp 99, giá bán của bên mình là Poco F3, giá bán của bên mình là 6.700.000 nha. Con này là Xiaomi Redmi K40 Pro nha, con này thì RAM 8GB, 7.900.000. Poco X3 Pro nha, RAM 6, 128, 4.750.000, máy đẹp 99 nha. Oppo Reno 5 nha. Reno 5 5G. Con này thì máy hơi trầy nha. 4.750.000 Reno 5 5G. Đây là Oppo Reno 5, máy thì còn đẹp keng. Con này màn hình nó có ám nhẹ nha. Ám rất là nhẹ luôn đây, rất là nhẹ luôn. Con này thì bên mình bán với giá là 4.350.000, 4.350.000 Reno 5. S21 FE nha, S20 FE chứ. Con này RAM 6 128, bản 1 SIM giá là 7 triệu và bản 2 SIM là 7.400.000 nha. Máy thì còn lay new, S20 FE. S21 cộng nha, máy đẹp 99, giá bán bên mình là 12.500.000, S21 cộng, còn bảo hành nha. Note 10 Lite 5G nha, máy đẹp 98, 7.550.000, Note 10 Lite 5G, 7.550.000 nha. Mình có 3 màu luôn, Note 10 Lite 5G thì còn 3 màu luôn, màu trắng và màu trắng và màu đen và màu bạc la sắt nha. Có một cây S10 5G, RAM 8 bộ nhớ trong 256 GB. Một cây nha. Con này bên mình bán với giá là 5.500.000. A52 5G nha, giá bán bên mình cây này với giá là A52 5G, 6.450.000.
A52s 5G thì mình có màu xanh và màu tím nha. Giá bán là 6.850.000 nha. 6850 A52s 5G. Note 10 5G, màn hình ám nhẹ, lưu ảnh rất là nhẹ luôn. Nói chung là không thấy rõ đâu nha, không có thấy nổi luôn á. Giá bán là 5.500.000. S20. Con này có một chấm và một cái đường chỉ sọc ngang qua như này nha. 6 triệu Note 20 nha. Note 20 Ultra 5G thì con này thì nó màn hình nó có bị ép kính nha, nó bị tróc một xíu thủy nha, không ảnh hưởng tới màn hình. Xài ok bình thường. Xài nền tối vô là không thấy gì nha. Con này thì bên mình bán với giá là 10 triệu Note 20 Ultra 5G. A03s 2.550.000. Con này là A32, máy hơi vỏ hơi xấu nè. 4.050.000 nha. Nó chín còn một cây 4650. A12 3.350.000 nha, ra 6 đi. A02S máy hơi xấu, rất là xấu nha. Con này bên mình bán với giá là 2.200.000. Vivo, con này camera 50 chấm i21s nha, RAM 4GB 3.450.000 và RAM 6GB bên mình bán với giá là 3.650.000 nha. V21 5G 5.600.000, máy đẹp 99. Xiaomi Mi 11 nha, Mi 11 đây. Con này bên mình bán với giá 10 triệu, chip Snap 888, màn hình cong, Mi 11 nha. Mi 10T Pro, RAM 12GB, Mi 11T Pro chứ, Mi 11T Pro nha, RAM 12GB, máy lay new, chip 888 luôn. Giá bán của bên mình là 10 triệu nha. Aris 3.550.000, RAM 6GB. S21 Plus, S21 Ultra chứ, 15.800.000, máy đẹp 98 nha. S21 Plus đây, giá bán của bên mình là 12.500.000. Mi 11 Lite 4G có màu xanh này nữa nha, 5350. Z Flip 3 bản hàng 256GB 15.200.000, bản Việt Nam 128GB 15.800.000 nha. Mình có hàng Việt Nam 128GB full box nữa đây, full box của 15.800.000 màu đen. Aris nha, Winmax Aris một cặp màu xanh có RAM 6 và RAM 8. RAM 6GB 3650, RAM 8GB 3750. Poco X3 Pro nha, X3 Pro thì bên mình bán với giá là 4.850.000 nha. 4850 full box. Máy trần bên mình bán với giá là 4750. V23e máy cũng full box đẹp như mới, giá bán của bên mình là 5.750.000. Oppo Reno 5 đẹp keng luôn nha, giá bán là 5.100.000, đẹp 99. Oppo A32 nha, máy đẹp 99 luôn, A52 đẹp 99, giá bán của bên mình là 3.550.000. Rồi, hôm nay thì mình cũng giới thiệu cho anh em một ít máy bên mình đang còn hàng nha. Anh em là có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi thì cứ liên hệ trực tiếp bên mình. Anh em là coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.